anh em mình đang ở thị trấn Long Hải, bây giờ sẽ đi di chuyển ra bãi tắm Dinh Cô mọi người ạ. Từ thị trấn này ra thì có khoảng gần 4 km thôi. Vào Vũng Tàu Bình Châu, đường Võ Thị Sáu. Nhà mình vừa di chuyển qua bãi tắm Dinh Cô, nhưng mà đúng thời điểm mà buổi trưa là trời rất là nắng, nên bây giờ sẽ quyết định chạy qua đèo khu du lịch đèo Nước Ngọt trước mọi người ạ. I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. Came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her. I don't know where to start. All my life I knew she's my baby. I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream about when we met in high school, and I've been trying to tell her this lately. She's more father rock in the 80s. I think about her when I sleep. Xa xa bên kia thì thấy có một cái khu thuyền chài đang ở bên kia, tí nữa không biết có sang được bên đấy không.
đường đi mà. Ở đây có đường đi mà. Anh ấy bảo là cái hướng đi thì bên kia là sẽ phải thu phí. À. Ở phía bên kia là có thu phí đúng không? Thì đang này bắt trung hộ thôi. À, mình sẽ xuống đây mình đi đi dọc dọc đi. Đi xuống đây tí. Có đường đây anh, có đường mà. Đây chỗ này có một cái khe nhỏ đường để đi xuống này. Mình đang di chuyển xuống phía bên dưới. Vì sao được gọi là đèo nước ngọt nhờ bạn nhờ? Thì nghe nói là ở đây có một cái giếng nước ngọt nằm ở ngay gần đây mà quanh năm có nước ngọt, mặc dù ở ngay ở sát biển này lúc nào có nước ngọt. À. Thấy bảo là ngư dân ở đây cứ trước khi đi biển là sẽ ra múc nước ngọt để uống để lấy may mắn. À, ngay ở bên cạnh cái đường đèo này có một cái giếng nước ngọt mọi người ạ. Biết là giếng nào? Mình cũng chưa tìm hiểu được nó nằm ở vị trí nào nữa cơ. Những cái khối đá này được bào mòn bằng sóng biển này, nó tự nhiên khá là đẹp. Đây mọi người ơi, ra đây chụp ảnh nhá. Thời tiết hôm nay khá đẹp nên biển rất là trong mọi người ạ. Giờ mình sẽ di chuyển sang bên phía bên kia có một bãi cát nhỏ. À, để có một cái. Một cái eo cát này nhìn đẹp quá này. Ở phía xa kia mình nhìn thấy là có mấy cái lán, chắc là mấy bên dịch du lịch họ kinh doanh ở bên đấy. Có cả thuyền chài nữa. Wow, bên này đẹp đấy. À. Ngay cạnh đường nữa. Mát nhá. Hôm nay trời cũng rất trong xanh luôn. Bên kia à, bên đấy là khu họ quy hoạch du lịch thì sao ấy. Mình phát hiện ở kia có mấy chú cua cái đang bò kìa. Đâu? Đây này. Cua đâu? À, cua đang bò nhiều lắm. Đây có cả ốc này, ốc ở dưới này. Ừ. Đâu? Cua đâu? À, ốc này rất nhiều ốc luôn. Ôi, ốc này mang về luộc được đấy. À, chà. Phía bên này lại có một bãi cát nữa. Ở bên xa xa kia là thấy đang bơi cả mọi người à. Bên đây có dịch vụ du lịch đấy. Sang bên kia. Ừ.
trong này có một cái rừng thông ạ, rừng phi lao. Trong đấy mát đấy, ở đây mà camping cắm trại thì rất là đẹp. Những khu vực này nhìn nó còn hoang sơ hơn là nhiều. Nếu mà lên đến bãi tắm Vũng Tàu thì nó không được như thế này mọi người ạ. Thực ra mình mà có kế hoạch mình ra đây mình camping cắm trại ở đây là khá an toàn đây này nhờ. Nhìn nó quy hoạch thành khu du lịch rồi. Ở đây có biển cảnh báo nguy hiểm cấm tắm biển mà mình quan sát thấy là mọi người vẫn đang tắm biển kìa. Ở đây mọi người treo những cái chai, ở bên trong có những ngôi sao này. Hạt giấy. Hạt giấy nè. Chắc là sẽ để những điều ước của mình ở đây. Như đây đi, kỷ niệm là ước. Tại sao là ước nghe thì kỷ niệm hay thật đấy nha. Mẹ đi ra kỷ niệm là tốt rồi. Những cây phi lao đẹp thế nhỉ. Đẹp này các con. Các con ngồi lên đi. Ao ạ. Ở kia đấy ạ. Đúng ạ. Kia đấy ạ. Bác Hoàng đấy ạ. Bác Hoàng. À, sóng biển vào đánh trắng xóa luôn. Nó đập vào đá đấy. Nhìn như này là bọt xà phòng ấy. Như bọt xà phòng ấy. Bố đang quay. Trời, như xà phòng luôn. Mình cũng phải xuống chơi một tí nào. Ui. Trắng tinh luôn này. Cẩn thận nó bay lên cái đấy luôn á. Vào. Đó, đứng đấy. Ơ, có đứng gần như thế nè. Ui. Mình phải đi tìm dép ơi. Ôi chiếc dép của tôi. Chiếc dép của tôi kia rồi. Sóng ơi. Sóng to quá. Sóng trắng xóa luôn. Trời bắt đầu bên phía kia lại có rông rồi. À. Ở đây sóng khá là to, mọi người cũng khuyến cáo không lên tắm mọi người ạ. Mình nhà mình chụp một ít ảnh như thế thôi, phải tham quan vậy thì giờ mình sẽ di chuyển tiếp.
qua khu vực gần đây xem còn gì thú vị không. Ở khu vực kia mà có kế hoạch khu bên họ quy hoạch mấy cái lán kia thì mình mà mang đồ đến thì mình nghĩ là chắc là họ cho thuê địa điểm để mình có thể camping cắm trại ở đấy được. Trời miền Nam bây giờ là đang ở mùa mưa nên trời nó thay đổi liên tục. Có một cơn dông đang kéo tới rồi, còn bên phía này trời vẫn còn trong xanh này. Chỗ kia đang thấy có một cô cố đang thu hoạch, hình như cô đang chặt ngao, cậy ngao sò là sao ấy. Qua mình quan sát hỏi cho cô đang làm món gì nhá. Đây là đang đánh ngao ra cơ. Nó dính đét vậy nhỉ? Con hầu. Con hầu à? Nó dính đét rồi, tưởng nó chết rồi mà nó vẫn sống trong đấy nhỉ? Con hầu mọi người ạ. Lấy luôn ruột luôn trong ra mọi người. Cô dùng một cái móc sắt để đánh luôn lấy được ruột con hầu ra luôn. Cần lên tới bờ rồi. Ở ngay bên trên chỗ cái đầu cái cửa đèo khu du lịch cửa đèo này thì nó có một cái bãi đất trống, mọi người có thể dùng ô tô ở đây được. Bên dưới chơi đấy, và người có thể đỗ xe ở cái cổng khu du lịch đèo nước ngọt này để mình xuống bên dưới chơi. Rồi mình sẽ dừng video tại đây đây, mọi người nhớ theo dõi hành trình của nhà mình nhé. Ok. Just smiling big at everybody. Two more blocks and I'll be at your door. Overcome, brother, nothing keeps me melancholy. Spread my wings, so damn ready to soar. And there couldn't be a better taste after everything I faced. Send a little luck my way, send a little bright sun ray to hit my skin. Dream that I cannot erase.